Các hãng đã cung cấp thêm hàng trăm nghìn vé bay đêm bằng nửa giá ban ngày trên các chặng Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, giúp mặt bằng vé cao điểm hè đã hạ nhiệt. Theo khảo sát trên chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, vé một chiều của Vietnam Airlines bay đợt hè rẻ nhất từ 1,2 triệu đồng trở lên, gồm thuế phí. Mức này áp dụng với giờ bay đêm các ngày từ Chủ nhật đến thứ Tư hàng tuần, giai đoạn tháng 6 đến tháng 8. Giá này ít hơn khoảng 600.000 đồng so với vé thấp nhất của các chuyến cùng hành trình vào ngày cuối tuần. Tương tự, vé bay đêm của Vietjet, Viettravel Airlines các ngày đầu tuần có giá từ 1,2 triệu đồng trở lên, gồm thuế phí. Vé bay đêm của Vietnam Airlines rẻ hơn khoảng 30% so với mức trung bình hãng này bán trên chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng trong 4 tháng đầu năm nay.